vì mưa mãi nên không kịp về. Sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiền giấy ấy ngày vui kết hoa đăng. Thiên quốc đang vui một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Và vì thương đời lính, thương kiếp sống bông sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm xe đưa tiễn về. Tiền dáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiền có về không? Và vì thương đời lính, thương kiếp sống bông sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm xe đưa tiền về. Tiễn dáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiễn có về không? Miệng cười em nói